Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cái lồng này lúc trước là mình mục đích ban đầu là mình nuôi chim. Ngày xưa là mình nuôi mấy con chim đột biến á, còn chim cu gáy á, ngày xưa mình lựa mình thả vô đây có khoảng 10 cặp thôi các bạn. Nó sinh sản rất là nhiều ở trong này. Đầu mùa mưa là cái mùa mà chim muôn đồ nó bắt đầu nó làm tổ nó đẻ. À, thì thỉnh thoảng lâu lâu thì mình mở cửa chuồng, ví dụ nhiều quá chim cu ấy, mình mở cửa chuồng mình thả cho nó ra ngoài thiên nhiên luôn. À, sẵn đây nó đang là cái mùa chim nó lập tổ nó đẻ thì mình mới phát hiện có vài cặp chim cu, rồi còn có con cu pháp nó đang ấp trứng, rồi có hai con bồ câu. Chắc nó không có cồ hay sao mà nó đá ra ngoài, không biết con nào đẻ đây. Lấy xuống cho mọi người coi ha, thấy không nè, trong cái ổ của nó nha có một cái trứng nó nằm bên ngoài nè. Trứng này chắc là không có cồ nên nó đá ra ngoài. Ồ, có trứng các bạn, đang ấp rồi. Ở ngoài đây mình thấy còn bạn chim cu nữa. Cò bé nãy là cu Pháp ha, còn này là cu Việt Nam. Ui da, mình làm cái tổ này là cái tổ bồ câu, nhưng mà nó cũng chui vô nó ấp luôn. Cu thì nó khá là dễ sinh sản ha. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, đặc sản của Nam Ngô Farm mà mỗi lần clip á, là các bạn sẽ thấy nghe tiếng chim cu gáy rất là nhiều luôn ha. Dồn dập luôn. Tại đây mình nuôi chắc cũng mấy trăm con á. Nó gáy dồn dập luôn. Nghe rất là phê luôn. Có nhiều người mà tao không quen nghe lên đây, lát tao nói nhức đầu luôn. Giống như bị âm thanh nó cứ dội tới dội lui á, sản luôn. Thì ở đây á mình hồi đó bạn mình nuôi mình cái lồng này lúc trước là mình mục đích ban đầu là mình nuôi chim. Ngày xưa là mình nuôi mấy con chim đột biến á, chớp màu và tạng cũng có nè, than bạch tạng mình cũng có nè, chớp màu cà phê sữa, than đen mà kiểu dạng đột biến của Việt Nam chứ không phải là than đen Indo bây giờ ha. Rồi mấy con mi bông đó, hồi xưa thì mình nuôi chim đột biến ép đẻ rồi lửa bông, nhưng mà lúc đó mình nuôi chim ép đẻ không thành công các bạn. Chưa có đủ kỹ thuật, cũng như là thiết kế cái chuồng nó chưa có đảm bảo kỹ thuật để cho những cái bé đột biến nó đẻ. Thì hồi xưa là mình nuôi mấy con chim hót á, ban đầu là mình cũng nuôi chim hót, xong rồi sau đó mình mới chơi những cái dòng chim đột biến. Thì con chim hót hồi xưa mình nuôi tới 30-40 cái lồng lên, than mi lửa gì đó, mỗi ngày đem ra tắm giết sản luôn, ngày nào cũng phải tắm rồi cho ăn cào cào rồi phơi nắng cũng sản luôn á. Thì sau đó đầu mệt quá, nhiều công việc quá, mình mới nghĩ là mình sẽ làm nguyên một cái chuồng chim lớn thì mình thả tất cả các bé vô luôn. Thì đó là cái gọi là cái lý do mà cái chuồng chim này Nam Ngô Farm này nó có đi đến hiện nay. Thì những người biết tới mình á, thời điểm đó mình làm mấy năm về trước, những người biết tới mình ai nói mình điên á, đúng giờ nghĩ lại thấy cũng điên thiệt. Tiền làm cái chuồng chim này mua thời điểm đó chắc mua được hai miếng đất giờ no luôn rồi, đâu ai cũng khùng như mình bỏ tiền ra bọc hết lưới hay nóc để mà làm một cái chuồng chim 1m3 cao. Cái này cái điểm cao nhất nó khoảng 12m mấy á, tại vì lúc đó cái giường này là cái giường măng cục, cái mái của mình yêu cầu lúc đó là nó phải bao qua cái cây măng cục luôn đó, để tạo cái không gian, cái cảnh quan tự nhiên cho các bé nó bay lượn đồ này nọ, ngồi ngắm nghe chim hót sáng uống cà phê rồi nhìn các bé nó tự do bay lượn thì cái lòng mình nó cũng thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn đó. Thì nhưng mà mình không có duyên làm mấy con chim đột biến các bạn. Xong rồi từ chim mà chuyển qua tới gà tới bò sát, thì giờ dừng lại ở bò sát luôn. Bò sát bây giờ nó giống như là lẽ sống luôn vậy, nó là cái cuộc đời của mình luôn nha. Mình rất là yêu thích nó và muốn làm việc đó, nó cuối đời luôn. Hai, nhưng mà cái tình yêu dành cho chim thì vẫn còn. Cái điều là không có mạnh như xưa, không có đầu tư mạnh như xưa. Ok, còn chim cu gáy á, ngày xưa mình lựa mình thả vô đây có khoảng 10 cặp thôi các bạn. Nhưng mà chim cu gáy nó giống như là nó gọi là đất lành chim đậu, nó thuận lợi sao á. Nó sinh sản rất là nhiều ở trong này ha. Thì cái mùa này là cái đầu mùa mưa. Đầu mùa mưa là cái mùa mà chim muôn đồ nó bắt đầu nó làm tổ nó đẻ. Thì ở đây mình cái vườn này mình nuôi con nào cũng đẻ hết rồi nè. Nói về chim á, thả tự do nha. Than đẻ rồi, lửa cũng đẻ rồi, mi cũng đẻ rồi, khú đẻ rồi, khoen đẻ rồi, chớp màu cho ra chớp màu đẻ rồi, hoành hoạch đẻ rồi, nói chung đa số đều đẻ rồi hết. Cu nữa, cu gáy nữa đẻ rồi luôn.
nó rất là nhiều con nó đã đẻ ở Nam Ngôn Farm này ha. Thì thỉnh thoảng lâu lâu thì mình mở cửa chuồng, ví dụ nhiều quá chim cu á, mình mở cửa chuồng mình thả cho ra ngoài thiên nhiên luôn. Mình chỉ coi như là mình tạo cái môi trường sống tự nhiên cho bé ở đây, nó ăn uống, nó sinh hoạt rồi tự nó đẻ luôn đó. Nhiều khi mình thả ra mà nó cũng không muốn đi các bạn, nó cứ vòng vòng cái khu vực này nè, tuần lễ 10 ngày sau nó đầu nó mới bỏ đi chỗ khác. Ok, thì trước khi vô cái chủ đề chính ngày hôm nay á, mình sẽ hít đất ha. Ta sẽ hít đất rồi vô vấn đề chính. Nãy giờ giới thiệu sơ sơ với các bạn cái lịch sử hình thành của cái Nam Ngô Farm thì cũng xuất phát từ cái tình yêu động vật thôi. Nó những người mà yêu thiên nhiên động vật các bạn hay lắm. Người ta có thể chuyển đổi cái đối tượng, chuyển đổi cái sở thích, nhưng mà nó xoay vần nè, nó cũng xoay vần trong những cái con bét, những cái cây cảnh nè. Ví dụ như ai mà thích chơi cây rồi á, sau này mà người ta một thời gian người ta chán chơi cây á, người ta sẽ chuyển qua nuôi ví dụ như xương rồng, hoặc là người ta chơi những cây hoa, hoặc là ai đang nuôi hoa thời gian đầu ta muốn đổi người ta chơi qua bonsai. Còn con đối với động vật cũng vậy, ví dụ có thể ta thích chơi chim, từ từ ta chuyển qua chơi cá, cá người ta chuyển qua chơi bò sát, chó mèo. Nói chung đã đam mê thiên nhiên động vật rồi thì cái tình yêu đó hầu như mới đẻ ra là người ta đã có cái tình yêu đó rồi. Nó sẽ chuyển từ cái loài này sang cái loài khác thôi. Thì mình cũng vậy, bản thân mình là rất là yêu thiên nhiên động vật, cây cối thì trồng hoa rồi, trồng bonsai rồi, bây giờ trồng xương rồng, trồng mấy cây lạ lạ. Động vật thì dế ốc mượn hồ, cá chim muông gà bò sát gì nuôi tà le hết trơn à. Giờ dừng chân ở bò sát. Ok, sẵn đây nó đang là cái mùa chim nó làm tổ nó đẻ, thì mình mới phát hiện có vài cặp chim cu, rồi còn có con cu Pháp nó đang ấp trứng, rồi có hai con bồ câu nó đang gọi là nó làm tổ trên này nè. Thì sẵn mình quay cho các bạn coi ha, hai đứa này nó đi cặp chung với nhau không à. Thì chưa biết là nó có trứng hay không, thấy nó xà rần ha, để coi thử ở đây nó có trứng không. Lên nó ỉa đái từ lum ở đây. Ôi ôi, nó ỉa đầy nhóc ở đây nè. Ở trong này là cái võng các bạn, hôm nào trời mát là lấy ra mà treo ra nằm cho nó khỏe. Cái này là những cái camera để mà theo dõi lúc Eagle nó đẻ. Hai cặp này chắc nó đang làm tổ thôi, nó chưa đẻ đâu. Ở bên đây có một cái trứng nè, trứng không biết con nào. Ồ, có hai trứng luôn đó các bạn. Này nó có hai cái trứng luôn à. Mà trứng này chắc nó không có cồ hay sao mà nó đá ra ngoài, không biết con nào đẻ đây. Lấy xuống cho mọi người coi ha. Đây là cái hai cái trứng chim cu hay bồ câu. Cái này chắc trứng bồ câu á các bạn, trứng chim cu nó màu khác với nó nhỏ hơn. Chắc của hai bạn bồ câu nãy quá. Nhỏ xíu à. Cái này chắc trứng giữa quá. Tụi chim nó cũng hay lắm. Trứng nào mà có cồ á là nó ấp ha các bạn ha. Ví dụ trong cái ổ đẻ chừng 3-4 trứng vậy đó. Trứng nào có cồ á nó ấp, trứng nào không có cồ nó lấy chân nó đá ra ngoài. Cũng hay lắm. Thôi mình cứ để lại đây đi. Từ từ nó đẻ. Ở bên này có một bạn cu Pháp. Có một bạn cu Pháp nó cũng đang nằm ở đây. Mình không biết là có trứng trong này hay không. Đó. Anh này ảnh cu Pháp, ảnh màu trắng ha, anh cũng lanh lắm. Thằng này là vô duyên chúa. Chuyên gia đậu lên đầu mình xong rồi ị. Hoặc là mình đang ngồi ghế bố ấy, nó leo lên nó ị trên ghế bố, ị lên áo mình. Đây nè các bạn thấy không? Nè trong cái ổ của nó nha, có một cái trứng nó nằm bên ngoài nè. Cái trứng này chắc là không có cồ nên nó đá ra ngoài nè. Bể luôn rồi. Nó đá ra ngoài bể luôn. Có trứng không con? Anh này anh cũng dạng lắm. Ồ có trứng các bạn, đang ấp nè. Ồ bể luôn ông. Rồi. Trứng này nó có con bên trong luôn các bạn. Con bên trong luôn mà nó bị chết rồi nè. Còn sống không ta? Chết rồi. Chết rồi mà con chim mẹ nó vẫn ấp. Nó bị lủng lỗ nè. Đụng vô coi còn nhúc nhích không. Chắc chết rồi, nó bể rồi, không khí nó ra ngoài rồi. Chết rồi các bạn.
còn sống đi con. Tội nghiệp chưa, này chắc trứng nó bị sát da quá. Lẽ nó hình thành con rồi mà nó không lớn được. À. Thấy chân, thấy tay luôn nè, thấy mỏ nè, miệng nè. Này là miệng chim cu nè. Vé nó chết rồi, tội nghiệp quá. Hình thành con luôn mà sống không nổi. Còn trứng nào không con? Sao mày ấp, sao mà mày để cho trứng nó chết? Trứng chết queo rồi. Được cái chim mày nó đẻ cũng sai các bạn, theo mình để ý là nó đẻ một mùa vậy, nó đẻ khoảng 3 tổ á, một con á, một mùa nó đẻ 3 tổ. Một tổ nó khoảng 2 trứng, 3 trứng gì đó. Đó mà cứ làm hoài luôn. Ở trong nuôi nhốt hình như là anh em có thể tăng năng suất nữa. À, sau khi nó đẻ xong anh em lấy trứng đem ra ngoài bỏ vô cái lồng ấp. Rồi ở đây nó thấy mất trứng thì nó lại đẻ tiếp thôi. Còn trứng nào nữa không? Hết sạch rồi. Uổng quá. Ok. Cho bé này nằm đây. Ở ngoài đây mình thấy còn một bạn chim cu nữa. Còn bé nãy là cu Pháp ha. Còn này là cu Việt Nam. Cu Việt Nam nó đang ấp trên này. Cu Việt Nam á, con những con cu của mình á là nó gáy rất là hay. Dòng này nó gáy rất là hay các bạn. Úi giời. Mình làm cái tổ này là cái tổ bồ câu. Nhưng mà nó cũng chui vô nó ấp luôn. Cu thì nó khá là dễ sinh sản ha. Nó làm tổ rất là đại khái. Nó không có những cái sự cầu kỳ giống như những cái loài chim khác. Ví dụ lên cái chậu bông hoặc là cái rặng dừa, cái nhóm cây gì đó là nó cũng có thể đẻ được. Không biết đây có ổ không? Có trứng nào không ta? Có trứng nè. Có trứng nè các bạn. Đó, còn nãy trứng bồ câu, còn này trứng cu thì nó nhỏ hơn ha. Đó. Ở đây cũng còn một ổ, cũng còn một trứng nữa nè. Nói chung mình dọc sơ sơ, mình dọc quá nó bỏ ổ. Những con này nó dây nó dạng lắm rồi. Đó. Nhưng mà mình làm quá nó cũng sợ nó bỏ ổ, nó có hơi tai á. Mình thỉnh thoảng á mình thấy là có những con nó con á nó nở ra xong ấy con chim mẹ nó tha mồi về nó đút á, thấy cưng lắm rồi. Cái bản năng về làm mẹ, cái bản năng về làm mẹ để chăm sóc con non ấy, thì cái loài chim ấy, nó cũng rất là hay ha. Nó đi tìm mồi hầu như là rất là xa, giành giật miếng mồi về đút cho con. Mà mấy con chim con thì nó rất là háo ăn. Nó lâu lắm rồi. Lúc trước mình có bắt được một cái tổ chim gõ kiến con. Lúc đó là cũng mùa mưa nè, xong rồi mỗi lần đầu mùa mưa là nhà mình sẽ đi dọn dẹp những cái nhành cây khô á, để cho lỡ mà mưa gió rồi lại nó không có rớt xuống làm nguy hiểm á, thì có cái cây kia là nó có cái lỗ tròn quay, con chim gõ kiến á, nó đục cái lỗ hay lắm các bạn. Nó dùng cái mỏ của nó thôi mà nó đục cái lỗ tròn y như là mình khoan ra cái lỗ bự cái này nè, cái này nè. Đó, rồi nó chui vô nó đẻ trứng xong nó ấp nở con nó trong đó luôn, cái lỗ tròn quay luôn, tròn y như là mình khoan luôn vậy các bạn. Thì vô tình lần đó mình phát hiện ra rất là hay luôn. Con chim lúc mới nở á, nó chưa có mở mắt ra. Nó chưa có nhận biết mọi thứ xung quanh bằng mắt. Mà nó có cái giống như cảm biến nha các bạn. Con chim mẹ á, có nghĩa là mình bắt tổ chim. Lúc đó mình lỡ cưa cây xuống rồi, mình phải giải cứu mấy bạn chim đó. Nó mất nhà rồi, mình đem vô mình đút ăn. Thì ban đầu là mình đút ăn á, nó mình khều, mình dùng tay mình khều nó. Nó cũng không dậy, nó cứ ngủ hoài vậy nè. Mình dùng tay mình khều nó cũng không dậy, mình làm tiếng ồn nó cũng không dậy luôn các bạn. Nhưng mà vô tình á, mình lấy cái tay mình che qua cái đầu nó, có một cái giống như cái bóng tối á, nó che qua đầu nó, tự nhiên cái nó ngẩng đầu lên, nó hả họng ra, nó đòi ăn các bạn. Thì bắt đầu mình mới suy nghĩ, mình suy luận ra là cái hình thức nó giống như là chim mẹ bay về tổ vậy. Cái sải cánh của con chim mẹ nó cản cái ánh sáng đi, nó làm cái bóng đen nó chiếu lên cái mình của con chim con, thì con chim con nó biết là con chim mẹ về. Chứ còn về âm thanh cũng như là cái tác động bên ngoài á, không làm cho con chim nó nhận biết và nó thức dậy. Mà chỉ có cái bóng tối á, nó làm con chim nó thức dậy. Thì mình thử á, con chim nó nằm trong cái tổ vậy, mình lấy cái tay mình che hờ hờ lên trên cái,
hay có cái nó bị cái ánh sáng nó bị cái tai mình nó cản lại là con chim nó tưởng là chim mẹ bay về, nó hả họng ra nó đòi ăn. Hay rồi các bạn, quá hay luôn. Ok, trời tiết hôm nay rất là khắc nghiệt luôn. Mình quay clip cho các bạn coi mà cứ 5 phút trước là nó nắng mà 5 phút sau là nó mưa, xong rồi bây giờ nó lại nắng lên. Trời này rất là dễ bệnh ha. Cho nên là anh em thứ nhất là phải chuẩn bị áo mưa, áo gió đồ này nọ cho nó kỹ lưỡng để đỡ bị bệnh. Cái thứ hai là phải nâng cao cái sức khỏe, tăng cái sức đề kháng lên. Chứ thời tiết này ai yếu yếu là bệnh chắc luôn. 5 phút trước là nó vừa nắng, mình vừa tính quay clip ấy là nó mưa. Nó mưa được đúng 5 phút, giờ nó lại nắng lên nữa rồi. Trời này mà không bệnh cho được. Ok, anh em giữ gìn sức khỏe nha. Hy vọng những cái giây phút vừa rồi làm cho anh em có thể giải trí chút xíu, thư giãn một xíu sau một những cái ngày làm việc nó mệt mỏi, căng thẳng. Ha, bye bye.